Hi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, sếp mình là Toàn, Sang, Dẹo. Thì hôm nay anh em mình đang ngồi trong chiếc cấp cứu nè mọi người. Thì chiếc cứu bữa nay đậu ở ngoài đường này nè mọi người. Thì Danh á. Danh thì Danh cũng đam mê hôm dài đi mấy cuốc rồi đó, thì cũng phái lái xe lắm. Thì Danh có nhờ là chú Khánh với anh em mình chỉ cho Danh chạy xe. Thì chú Khánh ông chạy xe lên đây rồi, ông bỏ xe đây rồi, ông kêu là lên chỉ Danh đi, chỉ gạt số nguội trước á, gạt cần số rồi trước, không có cho chạy trước nha mọi người. Với lại cái đường này cũng là đường kiểu không như không có người luôn, đường quang, đường vắng luôn á. Chú Khánh đậu xe ở đây rồi cho Danh nó tập số nguội. Hồi chú Khánh lại nha. Gãy cục số đâu. Đang tập số nguội ngoài trước á. Thì đang tập cho Danh thì mình mới nghĩ ra được một cái màn cho nó vui lắm mọi người. Nói chung là màn cho nãy hơi mất dạy xíu. Mình mới điện Sang Dẹo rồi chạy lại mọi người. Cái này mất dạy mọi người đừng chửi. Thì cái này nói chung là chỉ là một cái màn cho thôi rồi. Nếu như mà nó có hơi quá đáng thì mọi người cũng không cảm. Nhưng nha, quá đáng nó mới nhập tâm. Đúng rồi, cái này phải quá đáng nó mới vui nha mọi người. Ừ, đúng rồi, bữa nay mình sẽ lấy cái lý do là dạy cho Danh học và lái xe nè. Mình thực hiện cái màn cho này nha. Nếu mọi người muốn biết cho như thế nào, xem video sẽ biết nha mọi người. Ok, đúng không? Bây giờ để Toàn ra ngoài trước nha. Giờ ra ngoài nói nó là quay kênh vlog nha. Ok, chạy xe nha. Sao rồi? Bây giờ tập sao rồi? Hả? Quay bên vlog. Nhân vlog. Ghê thì hai hello. Mày nói đi. Hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh nhà vlog nha mọi người. Thì hôm nay anh em mình sẽ có một buổi trải nghiệm để Toàn với Nhã sẽ dạy mình lái xe cấp cứu nha mọi người. Để chừng nữa có chuyển bệnh nhân này kia, có kẹt tài xế thì mình sẽ lái phụ ba Khánh với mấy đứa nha mọi người. Rồi ok, thì nói chung là hôm nay dạy Danh chạy xe nha. Rồi vô đây. Vô đề máy không? Ừ. Đề máy chi? Không hả? Cái mày chỉ tao mày. Nãy giờ đâu chỉ sao? Thì mày chỉ là đập Amaya, giặt ở đây lên số 1. Chạy xe mày làm gì cỡ dép hay chi vậy? Tao không có quen dép, dép mà không cảm biến được. À không có trời cỡ dép kìa. Mày dép vô. Rồi. Rồi làm lại coi. Chả gì nè. Kìa đập Amaya lên số 1. Buông Amaya đã nhả cơm từ từ vậy. Đập vô coi. Đập vô. Ta gạt nhẹ nhẹ vậy thôi là nó lên rồi cầm kim gạt qua đây chi vậy, dữ vậy. Mới biết nó bị gói nè, gói hai giò là tao biết đạp nào luôn nè. Rồi số 2 mới ra vô. Rồi. Trở về em không nói nè, rồi gạt ơi. Gạt số 2 phải không? Số 1. Số 1 để lên rồi, nhẹ hiệu nghe, không có nặng nha. Rồi gạt số 2 coi. Tao quên mấy cái giò số mấy. Số 2 trả về bông non lại. Ủa số 1 mà tao số 2 không lại số 4. Số 4 tao chạy xe. Nó chạy ngu dữ vậy. Ấy ngu kinh luôn. Cái gì mà tự biết như vậy chứ. Lại số mấy nữa? Đã làm lại từ đầu coi. Rồi đập Amaya. Gạt con đây lên số 1. Rồi. Đập Amaya ra, để lên ra từ từ. Ừ. Rồi. Đập ra chưa? Đang đập ra nè. Rồi. Tiếp tục đi, mày nhìn tao gì á? Mày không chỉ đây gì tiếp tục. Rồi tới số 2. Số 2 đập Amaya. Để gì em số 2, rồi. Lên ra từ từ tiếp. Bóp kèn. Bóp kèn kiếm mày hay gì? Kiếm bóp kèn cái gì trời? Mày hàng ngu gì trời? Lẹ đi, giỡn hoài. Số mấy nữa? Mày chỉ mày hỏi tao. Mày chỉ đã tao kêu là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vô hết số đi. À là tao làm một lượt một vô hết số luôn phải không? Ừ. Không nói mẹ nào ngu dữ trời. Tại đây mới vô mà biết liền rồi. Tại đây tao nói rồi mày. À từ. Cái đầu người ta mới, ví dụ mới đẻ sao biết nói chuyện được. Tao phóng lên rồi, xe. Rồi làm đi. Rồi là số 1, đập mi da, số 1. Rồi buông mi da ra. Xong rồi trả diện. Số 2, lên ga. Rồi sao không buông mi da ra? Ủa, cái giò bị liệu. Bị liệu hai cái giò nè. Nó ngu dữ trời. Đừng có chữ, mày tập đừng có chữ. Mở lạnh lên, đừng quá. Mở chi vậy? Lẹ vô lẹ đi, còn này kia nó còn lâu lắm. Rồi số 4. Gặt, tao gặt nó gặt nhẹ nhẹ thôi. Mày đừng có khó tính nha. Đó nó gì từ từ chỉ tao mới biết. Mày đập mới giao cho mày gặt nhẹ nhẹ coi, mày gặt mày chết liền á. Má quên mày rồi, bây giờ số 1 lại đi. Đập con da lên số 1 nè. Rồi bưng con da ra để lên
Rồi không biết đập ga. Mày không đập ga sao mày chạy? Đập số từ từ mới đập ga được. Đã tao kêu rồi đập ăn mai da gì, đập mai da nè, đập ga nè, đập hắn nè, vô số nè. Như là cái miệng nè, nói chuyện phải giờ vô số nó phải nói. Vậy đó. Mày dạy tao, mày muốn chỉ tao mà mày chửi tao vậy đó. Nãy tao chỉ mày nãy giờ lâu lắm. Từ từ mà mở miệng ra nó biết nói chuyện được. Bây giờ đập nó mới ra. Giờ vô số 1 nè. Đó, số 2. Rồi số 3 nè. 4 nè, không? Nà, tao làm số nà, rồi. Nà, nắm đầu tao nè, mày vô đi. Nắm đầu mày vô luôn. Mẹ mày chỉ từ từ mới phải không? Mày tưởng chửi tao hoài sao tao làm được? Sao mày không biết đập mày dai rồi vô đập ra. Từ từ. Không có vui. Vô sao nữa? Quên mẹ rồi. Chửi tao chi vậy? Mẹ cũng mày đang đi học nữa. Tao không biết, mày chỉ, mày chỉ tao, mày dạy tao. Dạ, tao chỉ mày từ sớm tới giờ rồi. Mẹ làm vô làm lại đi. Đừng có chữ. Mày cứ nói tao tới số mấy thì tao làm được. Mày không biết nói gì, mày kêu tao. Bây giờ này số 1. Bây giờ lập ra nè. Ủa sao không đập hắn? Vừa phải xong. Rồi mày hồi nào không đập hắn thì lấy gặp xe rồi sao mày đập hắn đâu? Đập đây. Rồi xuống biết đập hắn. Vừa phải trời, không chửi với trời. Chữ nào chữ thôi chứ nãy nhà nãy giờ dạy không hiểu với chân dạy hoài. Giờ tao nói mày nghe, có đứa nít nào rẽ ra biết nói chuyện liền không? Đã tao nói rồi mày, thì mày cứ làm theo tao chỉ đi, tao có nói gì mày đâu. Ừ. Rồi giờ làm theo từ đầu đi, làm từ đầu đi. Rồi sao? Đập mày ra vô số, đọc số. Đập ga lên. Rồi đập ga. Bung ga từ từ đập ga đúng không? Ừ. Rồi. Đập ngay vô số 2. Rồi ga từ từ. Đập hắn luôn rồi, có đập hắn. Ừ. Rồi lẹ đi. Rồi tới đây. Về nè, số 3. Mở bung ga chạy từ từ, có đập hắn luôn nữa nè. Rồi đập mày ra. Rồi kéo xuống số 4. Mẹ sao không đánh đồ đăng? Mày cái bộ làm gì nè? Làm được. Mấy người vô chạy mới làm được chứ bây giờ. Đã mày xây 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 gì như vậy nè. Giờ bây giờ giờ ví dụ cái đường sao đi? Mẹ không vậy không học đường thôi biến luôn đi. Làm chữ gì vậy? Mẹ vậy mọi người. Làm chữ gì vậy? Mọi người làm chữ gì vậy? Má tao không biết tự dạy má mọi rồi khỉ mẹ nó mày biến luôn đi. Đi xuống mẹ đi tao tự dạy, tao tự học được. Tao kêu mọi chỉ tao. Mày ơi. Ủa tao dạy mày mày không dạy mày vậy? Mẹ mày mày cha tao hay gì? Cái gì mày dạy chữ lộn mày coi vậy? Mày coi đó kìa. Mày lên mày dạy luôn đi. Gì đâu vậy trời? Mày lên mày coi mày dạy luôn đi kìa đó kìa. Chỉ tao tự chỉ mày chỉ mày chữ tao không mà sao tao biết đường tao chỉ học. Ủa tao chỉ mày từ đầu mùa tới cuối mùa rồi. Mọi lên dạy. Mọi lên chỉ đây mọi. Lên đây. Mấy anh đây tao có lòng tao muốn giúp anh em tao đi học. Tội với trời. Chữ tao nãy giờ như con vậy. Chữ chữ sao tập đây từ từ nó mới biết được chứ ai mà để biết nói liền cái mày nói miệng rồi mày má mẹ tao tao biết gì mày chữ má mẹ tao tao không có chữ má mẹ mày nha mày im đi nín vô rồi ok giờ trước tiên để về anh nợ phải không để máy xe lên đừng có đây tập xuống ngồi mà đi tập xuống ngồi trước ừ trước. Rồi bây giờ là nãy lập mới ra nè vô số 1 đó ra nhả côn từ từ ra đó xong rồi vô số 2 nhả côn xong đập ra vừa nhả côn mà vừa đập ra hiểu không nhả côn không đập ra cho tắt máy hả bệnh nhân ta đang bị gì cái tắt máy ta ngồi bị vặt vậy luôn sao đi về trở nhà ngồi đi về về vô là đập mới ra vô số 1 đập ra từ từ đánh hồi lần nữa. Đánh gì? Mẹ sao không đánh hồi lần? Kia tao đánh hồi lần. Tao cũng nghiêm túc không có cười giỡn. Đánh hồi lần chi? Xe đang chạy đường thẳng đánh hồi lần chi? Rồi chạy đường thẳng rồi lại đi. Mày đừng làm tao gói chỉ từ từ là tao biết à. Rồi chỉ từ từ. Ở đây không có la hét cầm sầm. Rồi ok. Đánh ra. Ừ biết ra. Nhớ ngọt. Số 1 đâu đây vậy này số 3 mà số 1 vậy số 1 nè ba số 3 mới về nè số 3 mới về nè đi thẳng lên số 3 nè à vậy hả ừ. Tập đi rồi giờ kìa từ từ rồi sao cái giò ra không chưa đập nè đánh nhịp nè nhịp đâu mà nhịp đánh nhịp ở dưới
Nhịp đâu mà nhịp? Nhịp bằng cái bàn giò, ai nhịp cái đầu gối ba? Nhịp cái giò tao phải đạp giò lên như nè. Đạp mày chơi hết ga hết số hay gì? Đạp mày đạp từ từ thôi, biết nương lại. Trả lại từ đầu đi. Cái đầu nghĩ trời. Rồi nè, bây giờ đầu tiên vô. Rồi đạp mày ra, kéo lên số 1. Rồi, rồi đạp từ 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 từ. Nè, có đạp nha, có đạp rồi, nha. Rồi đạp đi. Rồi nhả côn ra là đạp ra từ từ là lái. Lái theo đường thẳng, có quẹo thì 40 lần, đúng không? Rồi, rồi vô số 2 là cái gì không nào? Rồi kéo xuống như vậy. Rồi nhả ra từ từ gì lên. Nhảy ra, sao không đạp cái giò này nữa? Có đạp. Đâu đâu mà đạp? Này không đi, anh có đạp. Không có đạp. Sao thấy cái ga này nó càng yêu à, nếu mà đạp hết rồi nó chạy nhanh lắm á. Đạp đừng có cãi, nói sao nghe vậy. Rồi dây giò anh bay từ đầu. Rồi đạp con, rồi lên số 1 nè. Nè từ từ nè. Có đạp nha, có đạp nha. Rồi đạp đây chạy. Có đạp nha, nè nhìn dưới đây nè. Chạy xe nhìn ở đây nè, nhìn dưới đó làm chi? Chạy xe nhìn cái đường nè, nhìn dưới đó chơi ủi người ta hay gì? Không sống mà không có suy nghĩ vậy. Tự nhiên chạy xe cúi đầu hướng nhìn chứ kiếm gì chứ? Kiếm inox rồi hay gì? Vậy đạp nè. Vô số biết nói số mấy hả? Vô số không biết nói số mấy hay vậy, có cái miệng không? Vậy đạp. Ừ. Đạp lên số 1. Số 1. Rồi đạp ra để nhả côn, đạp ra từ từ. Ừ. Xong rồi muốn lên số 2 thì đạp côn. Bu ga ga rồi trả gì cũng nào lại gặp về xuống số 2 cũng trả thì từ từ vậy đúng không? Đó, rồi đập. Nhìn ở trên đó kìa, chạy xe không có nhìn cái chân. Chạy xe đạp ga nhìn trên chứ chạy xe đạp ga nhìn gì rồi chạy gì? Chạy xe mà đi lo nhìn dưới đó rồi ủi người ta làm sao? Mới có tập không mà đang vậy rồi mốt ai cho dám chạy? Bây giờ tao chạy lên từ đầu nè. Bây giờ chạy đập côn, rồi vô số 1, đập ra, thì chạy xong ra lại đi. Đó, rồi hẳn nhìn trước đúng không? Ừ. Đập xong rồi số 1, đập ra từ từ. Ừ. Rồi lấy vô chữ số 2, đập xong rồi số 2, đập từ từ. Rồi số 3 là số 3 là đúng không? Đúng không? Cái gì? Số 4, số 4, số 4. Cái cần số hay cái đầu em vậy gạt mạnh gì vậy? Cái cần số phải năng nêu. Gạt đàng hoàng. Đập con nồi vô. Bữa nay anh chạy đâu vậy? Chạy tới Mỹ hay gì? Chạy tới Mỹ hay gì? Trả số vô số mới chạy chứ anh chạy đâu? Số 4, số 4. Ừ, sao nữa? Đập ga. Đập ga rồi sao nữa? Ga chạy. Chạy đi đâu? Chạy trên đường. Chạy trên đường làm gì? Đây là đang tập số người. Rồi không có chạy đúng không? Ừ. Tập số thôi. Nghe gì đạp dây. Tập số 3. Đúng ra đạp ra. Con mắt nhìn hắn rồi trước. Tập cho quen. Chạy xe mà nhìn nó dưới chân thôi mà sao rồi? Nãy giờ nói 3 lần rồi nha. Ừ. Đập con da vô. Đập con da vô. Hoài. Đập con da vô. Đập chỉ từ từ quýnh anh hoài. Quýnh cho biết, cho nhớ. Cái giò đó giờ đạp côn. Không đạp sao vô số. Ngu gì mà ngu dữ không biết. Tao tập lần hai lần tao biết rồi. Tập nãy giờ cái chục lần không biết. Đụng ra đi số 1. Đụng ra chạy từ. Lớn rồi có cái đầu quyền tao biết suy nghĩ gì một cái. Đâu đi chửi. Chửi đâu nãy giờ tao nói chuyện rất là đàng hoàng. Không có chửi. Chạy về anh nội, bật môi, hai, từ từ. Mới giờ ra sao không biết đạp. Có đạp mà. Không có thấy đạp. Đạp là phải la đạp. Nhẹ cái đầu mua với con bò vậy á. Mày xuống mấy rồi? Ủa? Rồi vô số sao không biết nói chuyện trời, vô số im ngu trời. Ủa ai làm gì khóc? Ủa ai làm gì khóc? Số này số 4, số này số 4, hay số 2? Sao không đập ra? Không đập Amaya nữa nè. Đập ra vô. Giờ cô cũng không chịu đập nữa. Sao xét vô kìa. Chạy xe này nhìn thẳng vào trước nè, thấy không? Cái chiếc xe hồi trước không? Né qua né lại vậy nè. Chạy xe mà tối ngày nhìn dưới chân mà người chạy đâu? Ngu gì ngu dữ không biết nữa. Lớn rồi con đầu cứ suy nghĩ như một cái đi. Mẹ.
Mẹ đã nói rồi, nó nhả dại đó. Mẹ nãy giờ nó chỉ rồi. Nhìn hắn rồi chứ. Nhìn hắn rồi chứ. Giọng một cái thù mỏ luôn á. Khóc. Ai làm gì khóc? Muốn chở bệnh nhân rồi khóc vậy đó. Vừa khóc gì chạy xe. Khóc rồi nè, bụp hai con mắt này còn gì đâu nữa chạy xe. Mở mắt lên coi. Chạy xe mà khóc. Muốn đi ta đặt tên tài xế khóc quá. Lên xe cứ ngồi chạy hả. Chạy xe đừng có cởi áo cởi quần ra công an bắt. Chạy xe nghiêm túc đồ đạc nghiêm chỉnh đàng hoàng. Ngồi đứng lên hắt gian tòn vô. Hắt gian tòn vô. Nhôm cái đít lên. Chạy xe mà không biết chạy gì nữa. Chị xe tập chị xe khóc hoài. Rồi chạy. Tập như không vô số chạy. Rồi xong vô số. Không vô số ngột đạp ra chạy. Người đạp đạp ra xong bỏ cái vò côn ra. Không tập chứ đâu. Ngồi đây tập đàng hoàng. Xong tập. Chớ gì tập chớ gì chỉ xe quý không chạy mồ tập lôi lại đây coi lôi đây chỉ chạy xe nó phụ nó bay nó bay chữ nó hoài à con đam mê lại đây đi lên lên tập nó nói đam mê mà không tập rồi sao ngồi lên ngồi chạy được lên ngồi chạy kêu ta lấy xe chạy ba lấy xe chú khách lên đây chơi tập. Lên lên chạy nữa đâu má đi dạy đâu tôi chạy phụ tôi bay chứ tôi có làm bay đâu chữ như con bay chạy từ từ mới chạy chứ à, tập xe tưởng đâu hành hạ trẻ em dưới 18 tuổi tôi là hai mấy tuổi hai mấy tuổi đầu rồi mày chửi tao vậy. À, mày không có lớn hơn tao nha, mày bằng không tao. Không có nè, cái này nói cho nghe nè, lớn không lớn không mày biết, ngu phải chửi. Tôi cũng ngu đâu, tôi bắt đầu rồi chứ, bắt đầu phải làm gì. Mày chỉ tao như con bây giờ. Chỉ như con thì ban đầu tao chỉ nhẹ nhàng đàng hoàng không? Chỉ nhẹ đâu chửi hoài. Ngu, ngu thì chịu. Đạp ra vô số 1 chạy. Đạp ra vô số 1 chạy nè. Chạy xuống số 2. Chạy xong đạp cái giò ra nè, cái giò ra là giò này nè. Nhìn gì quá. Lên ngồi tập đàng hoàng. Ô má chỉ đâu chữ đi con quay. Ngu kêu không chửi. Đầu ngu như con bò. Ngu gì thôi mày chửi tao vậy. Đầu ngu như con bò cười vậy. Vô số hội cũng biết vô nó vậy sao. Ngu đâu. Sao ngu. Nãy giờ tao nói biết nhiều lần rồi. Chạy mà cái đầu nhìn nhìn. Ngu ngồi đây đi. Ngồi đây. Đi về. 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 Đi tròn lại. Anh chơi mất vậy. Dạ. Chửi khóc luôn rồi. Giờ anh ngu anh khóc luôn. Không, lúc của tao nó còn cười lắm mà. Ờ lúc tròn nó tưởng giỡn mọi người còn cười. Giờ khóc luôn mọi người. Là bộ. Ok nói chung là đây chỉ là một cái màn show nữa nha mọi người. Xin lỗi chứ gì lại xin lỗi. Giờ là mình xin lỗi hết rồi mọi người. Nói chung là quay clip rồi. Anh em mình nói chung là nói clip cho rồi xin lỗi rồi. Chắc là uống ly nước mía với hai chiếc vịt lộn nhem me hết. Ok cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Thấy hay thì để đây like đăng ký kênh cho anh em mình. Nhấn mạnh lần nữa là cho nha mọi người, đừng có màn cho thôi. Màn cho nữa nha mọi người, đừng có chửi anh em mình hổ mất dạy rồi nha. Lỗi chung chứ đó. Hồi tôi định mượn xe đạp của ổng. Giật xe đạp chạy về. Giật xe đạp chạy về luôn á. Rồi, tội nghiệp với trời. Rồi cảm ơn mọi người xem hết video nha. Thấy hay thì để lại like đăng ký kênh để anh em mình làm nhiều video hay sắp tới nha. Thì xe này sẽ tập lại cho Danh từ từ để chú Khánh tập từ cho Danh rồi. Nào Danh biết chạy đi thì mình lái rồi chạy. Vậy chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.